Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ đi lại uh, vài tin tức mới của tiền điện tử Và cuối video mình sẽ định giá uh, Bitcoin những giờ và ngày tới đây Mình tên là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam Đây là một màn hình của cộng đồng tiền điện tử ngay bây giờ uh, Vừa rồi nó mới bay lên uh, Nói chung đông nào cũng bay hết, đúng không? Sâu lên tới 15% Doge lên tới 10%. Ok. Riêng thằng uh, thằng LTC lên tới 27% cao nhất. Ok. riêng uh, thằng này thì mình không có đầu tư nhưng mà lên tới 47%. Ok. Nói chung ai cũng lên, đúng không? Thì để để cái cuối cái video này mình phân tích nó sẽ có cái đà đi lên thêm hay là đi xuống thêm những giờ và ngày tới đây. Uh, thông tin đầu tiên là China. Uh, China thì à, uh, vẫn dính vô cái cái việc covid và cái số lượng người đang dính covid đó, thì tăng lên đâu tới 22 000 người rồi. Ok. Ờ uh, đây mình sẽ nói lộ 28.000 người. Thì uh, nó chuẩn bị cái okay, nó 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 nói là cái bài báo này nó nói lên là là không có thể chống được nữa rồi. Nếu mà chống nó để để chống lại cái cái covid này á nó phải là là nó phải là trải nghiệm cái uh, Shanghai lockdown có nghĩa là ngăn chặn tất cả mọi hoạt động không cho mọi người ra đường ok đóng cửa lại hết ok là hoàn đóng lấy ván đóng cửa ở ngoài lại cho người ta khỏi ra luôn ok thì cái đó là tình trạng của china nó có so sánh cái bài này nó có so sánh với việt nam chút xíu nói sao tại việt nam tại sao mà nó thả mà sao sau cái việt nam nó covid lại không lên mà tại sao là china vẫn lên ok thì cái đó là một cái bài toán khó khó mà không mà giải thích <laughs> ok và tại sao mình nói với mình nói về về China trong một cái kinh mà gọi là cái kinh cái kinh về tiền điện tử bởi vì nó liên quan với nhau hết nha yeah. ok uh, riêng hai cái nước mà nó nó liên quan hết toàn thế giới là những gì xảy ra ở Trung Quốc thì nó sẽ xảy ra hết toàn thế giới những những gì nó xảy ra ở Mỹ thì nó cũng xảy ra hết toàn thế giới cái, cái ảnh hưởng của Mỹ thì nhiều hơn Trung Quốc. Riêng cái uh, đây nó bị Covid như vậy, đúng không? thì uh, thì vừa rồi nó ngưng, nó ngưng cái gọi là iPhone CD, ấy. nó ngưng hết cái thành phố uh, để tạo ra những cái iPhone đó. OK? thì thì cái giá của những cái iPhone sau này hay là cái cái những cái share, những cái cổ phiếu, cổ phần của Apple, nghe? Apple sẽ đi xuống bởi vì người ta không không có nhà những cái nhà máy nó đó đóng cửa, nó không sản xuất ra được iPhone. OK bởi vì vậy thì thu nhập sẽ thấp hơn. OK Apple thu nhập sẽ thấp hơn thì có nghĩa là cổ phiếu cổ phần của Apple sẽ đi xuống và cổ phiếu cổ phần của Apple sẽ đi xuống thì nó cũng có ảnh hưởng với tiền điện tử. OK Đây là một cái một cái bài báo nó nói lên cái cái gọi là cái mấy cái token á mấy cái đồng đó, của của những cái 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 cái, 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 cái bóng đá. Của bóng đá, ok riêng cái ba cái này thì hồi sáng mình có làm một cái video riêng mình thì mình không có đầu tư vô uh, vô những cái đồng bóng đá, ok đa banh. Bởi vì những cái đồng đá banh thì uh, nếu mà phân tích nó ra, ok thì nó có nó 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 không tạo một cái gì hay ho cho con người hết. nghe riêng uh, bitcoin hay là những đồng khác thì nó tạo nó là nó, nó dùng bitcoin cũng giống như là như giống như là tiền vậy đó tiền điện tử để có vận chuyển qua được ok người a có thể chuyển 1 tỷ đô la cho người b ok ở một cái thế giới bên kia chỉ qua cỡ mà 10 phút thôi cũng được ok còn riêng những cái đồng mà về về đá banh này á, thì chủ yếu là để bạn mua nó đúng không nó mua đó rồi là để bạn giống như bạn mua đó rồi nó mà mua mấy cái đồng này thì nhiều lúc đó, những cái cái đội ngũ nó cho bạn mua những cái áo của nó những cái quần của nó hay là những cái nft của nó hay là bạn có thể bầu cử cho đội ngũ đội 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 đá banh nhưng mà không có chọn lựa những người đá banh nha ok thì đây là một cái chỉ là là một cái đồng mà giống như là ủng hộ cái đội đó thôi ủng hộ cái đội đó thôi thì vừa rồi có rất là nhiều người uh, trước khi cái cái trận đá banh này uh, xảy ra thì rất là nhiều người nhảy vô mua cái đồng uh, của của uh, Argentina nè. Ok. Mà bởi vì nó thua, nó thua với Saudi Arabia. Thì nó vừa thua đó là cái đồng nó rất xuống 31%. Ok. Thì mình đầu tư vô một cái đồng nào đó mà nó nó lệ thuộc vô cái trận đá banh không thôi. Thì cái đó mình coi nó giống như rất là mạo hiểm quá mạo hiểm. Ok, nó cũng giống như uh, cũng giống như là bạn bạn cá độ đá banh ở bên ngoài vậy đó chứ nó không khác gì hết cái đây đây thì bạn mua một cái đồng của nó để cá độ đá banh còn ở ngoài á, thì bạn dùng tiền tệ của bạn để cá độ đá banh thì nó cũng giống nhau chứ không khác gì hết thì đây là một cái uh, mình không đầu tư với nó mà mình không dính dáng tới nó bởi vì cái sự rủi ro mình quá cao bởi vì mình lệ thuộc vô cái đội ngũ 12 người cầu thủ ra sân banh đó mình lệ thuộc vô vào họ nhiều quá OK, lỡ cái người một người uh, cầu thủ xuất sắc trong cái đội đó lỡ bị chấn thương trong cái trận banh đó, thì thấy là cái cái, cái của của mình đã bị mất rồi đó, tiền của mình đã bị mất rồi. OK, nên bởi vì vậy đầu tư vô những cái đồng của cho những những cái cái đội ngũ đá banh là cái đó gọi là gọi là gamble, gọi gọi là gọi là đánh bạc, chứ không phải là không phải là đầu tư. Nghe cái đó nó rất nó, hai cái nó rất là riêng riêng riêng, riêng biệt khác nhau hoàn toàn. Đây là mà cái hình nhiều lúc mình nói về DCG nhiều quá mà bạn không có biết ai là người chủ nhân của nó hết, là CEO của nó hết. Thì đây là mình cho bạn cái hình. Barry, nghe Barry là người chủ của CDG. Là một cái công ty đã, đã ok nó đã thành là đã là cái công ty mà mình đang đặt ra câu hỏi á à, đang bị mà dính vô cái vụ là à, không biết có, có có bị dính vô phá sản hay không á là Genesis nè. Ok. Và cũng là cái uh, của GrayScale nè. Đây là hai cái công ty mà nguyên cộng đồng tiền điện tử nghe bây giờ đang tò mò vào và 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 hỏi về vấn đề tiền bạc của họ. Riêng Genesis thì vẫn cố gắng kiếm đâu 1 tỷ đô la để bỏ vô cái lỗ hỏng của của, của của nó tin mới nhất ra về Genesis á, thì nó đang cố gắng để nó kìm được cái nguồn tiền nghe à, vừa rồi nghe thấy đâu á, mấy bữa nó kêu gọi đâu một tỷ bây giờ nó giảm xuống có 500 500 triệu đô la thôi là cái sàn này ok để nó mở ra cho người ta rút bởi vì ngay bây giờ nó đang ngừng ok còn Ray scale á thì giá đã giảm cái grayscale là cái nghĩa là bán bitcoin giấy mà giá đã giảm đâu khoảng có bốn mươi mấy phần trăm rồi thì có rất là nhiều người lên nói um, sợ grayscale cũng dính vô cái tình trạng giống như FTX á, có nghĩa là tài sản những cái người đầu tư trên grayscale á, thì không có nằm ở trong grayscale, nó đem đi nó đánh cờ đánh bạc hết rồi, ok và nó muốn grayscale ra chứng tỏ tài sản thì grayscale lại không có mà chứng tỏ được, mà grayscale nói là cái tài sản của nó là ở nằm ở trên Coinbase, ok và ông CEO của Coinbase cũng sau đó ra tuyên bố là nó, nó nó nắm đầu uh, 650 năm uh, uh, 650.000 Bitcoin của uh, của Rayscale. Nhưng mà những uh, để xác thực uh, những cái ví đó hay là uh, cho những cái ví đó ra xã hội để để cho người ta rõ ràng giống như là một cái proof of reserve để cho người ta có yên tâm thì uh, Coinbase lại từ chối không không có không có không có cho ví này ví nọ để để để, để người dân người đầu tư có thể kiểm tra được. Ok. Uh, thì đây là Berry. Berry ở cái công ty Berry nó cũng rất là lớn. Nghe. Grayscale và Genesis chỉ là hai công ty nhỏ ở trong 130 mấy công ty Berry đầu tư vô. Uh, thì Grayscale ok biết là nó có rất là nhiều rất, cũng rất là lớn ở Mỹ nha. Genesis là cũng rất là lớn nhưng hai cái này so với cái tài sản của Berry đầu tư với những cái chỗ khác đó, thì nó 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 cũng là một con số nhỏ thôi. nó mình mình vẫn gãi đầu và đặt ra con câu hỏi tại sao Barry không có rót tiền vô thằng Genesis một tỷ đô la chỉ có một tỷ đô la thôi để cho cái chuyện này nó xong đi. OK mà tại sao mà để cho uh, báo chí đồ tất cả mọi người đang đặt ra câu hỏi về cái DCG là một công ty lớn của tất cả những công ty này thì cái đó là thời gian sẽ trả lời. Thời gian sẽ trả lời. Okay. Uh, thì cũng là một cái công ty cũng là công ty của Barry nghe DCG, OK Foundry là một công ty của DCG luôn Foundry là một công ty gọi là mining nó là công ty đào bitcoin OK thì vừa rồi nó ra nó chuẩn bị nó chuẩn bị thôi nghe cái đây là một cái thông tin thôi nó chưa có hoàn tất cái 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 công việc mua này nhưng mà nó ra nó tuyên bố là đã chuẩn bị mua hai cái công ty Turnkey thân là có nghĩa là lúc bạn mua một cái công ty nào đó mà nó đang chạy, nó đang hoạt động bình thường, bạn mua nó, giống như là mở chìa khóa cả là nó chạy, là nó vẫn chạy bình thường thì nó gọi là turnkey bitcoin mining facility, ok của thằng uh, compute node ở bên Texas đó, nó mua hai cái công ty này, mà nó đang suy nghĩ mua cái công, cái, cái 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 chỗ thứ ba luôn, của, của của cũng là của cái công ty này luôn, ok thì nó đây là một cái sự tuyên bố, nghe cái sự tuyên bố của của DCG. Ok, thì nó ra nó tuyên bố nó chuẩn bị mua hai cái này nhưng mà mọi thứ thì nó chưa xong. Nó chưa có xong. Chừng nào nó xong thì mình 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 mới có xác thực được là cái điều nó đã xong. Còn mà ra tuyên bố mà mua hai cái hay là ba cái gì đó thì nếu mà nó chưa xong thì mình cũng chưa biết, đúng không? Cũng giống như mình ra mình nói mình tuyên bố mình ra mình mua uh, hai căn nhà nhưng mà bây giờ tài sản mình không có thì là, là, là mình lấy đồng mua đúng không? thì để cho nó xong đã có thể là cái cái này nó ra nó tuyên bố vậy để cho mọi người đó là, mọi người yên tâm là ok CDG vẫn có tài sản vẫn còn tài sản nhưng mà có hay không thì thì thời gian sẽ trả lời ok và đây chỉ là một lời tuyên bố là chuẩn bị mua hai cái công hai công ty của Compute nói ok biết là ngay bây giờ tất cả mọi thứ nó đang đi xuống đúng không uh, mình mình nếu mình nói về con số mình nói về ok uh, sau vừa rồi mình rót vô 10.000 đô la mình mua ethereum với bitcoin và bây giờ nếu mình coi tài khoản của mình còn có 4.000 5.000 à rồi mình thấy tất cả mọi thứ đi xuống đúng không thì cái đó gọi là ngắn hạn thôi ngắn hạn thôi ok nếu mà mình zoom ra quay lui lại mà nhìn là hết cái bức tranh thì cộng đồng tiền điện tử ngay bây giờ nó vẫn phát triển rất nhiều vẫn phát triển Ok. giống đây là là cái nước Brazil. Ok. Nước Brazil ngay bây giờ cái một cái sàn của Brazil á gọi là Bit Preco. Ok. Thì nó bắt đầu nó bắt đầu á là cho cashback cho những cái người dùng cái thẻ của nó. Cái thẻ của nó. Ok. Cái sàn này nó có những cái thẻ và lúc mà bạn dùng cái thẻ để bạn đi giao dịch hàng ngày ở ngoài á, mua sắm rồi á. ok thì nó cho bạn giống như là một cái cashback nhưng mà cái cashback thường thường những cái thẻ thẻ tín dụng á lúc mà ở bên mỹ á lúc bạn dùng một cái credit card là một cái thẻ thì nhiều lúc nó nó cho bạn cho uh, cho bạn cái giờ của máy bay nè bạn có thể đi máy bay không tốn tiền hay là nó cho bạn lại tiền nè ok hay là nó cho bạn lại những cái thứ khác nữa nhưng mà riêng cái sàn này ok thì nó muốn người ta dùng cái thẻ của nó cái sàn nó nhiều hơn ok nó cho người ta cashback nhưng mà cashback á là in a form nó cho bạn lại Bitcoin, Ether, Ethereum và Solana, OK. Tức nghĩa là cái bạn dùng cái thẻ của cái sàn này thì bạn dùng càng nhiều á thì mà nó cho uh, bạn lại á, những cái 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 đồng này vô nhu cái ví của bạn, có nghĩa là vậy, OK. Để nó nó tăng trưởng cái sự mà gọi là để tăng trưởng cái sự người sử dụng tiền điện tử trong cái nước này, trong cái nước này và cái nước này ngay bây giờ tăng trưởng về tiền điện tử rất mạnh, Brazil ok thì lúc nào mình ở đó mình phải zoom ra mình thấy ok nó nó vẫn còn phát triển hay không hay là mọi thứ nó đã ngưng rồi ok những cái ví nó 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 là bán hết hay sao ok và cái video sau khi cái sau cái video này mình có data để chứng tỏ ok ai là người đang bán bitcoin ngay bây giờ ok và ai là người đang thu vô nó ngay bây giờ thì cái cái đó là cái video sau này kế tiếp ok El Salvador là cái nước đầu tiên nhận bitcoin trở thành tiền tệ của nó và đây chuẩn bị đã chuẩn bị nó đẩy ra thêm luật nghe nó thêm đẩy ra thêm luật lệ để cho những cái những cái những cái, cái sàn những cái những cái những cái người đầu tư nào mà muốn tới cái nước nó mà mở lên một cái sàn để bán digital asset bán những cái tài sản uh, tiền điện tử thì người ta vẫn có thể tới đó để mở mở tay mở mở, mở. OK, xin phép mở tài khoản và mở cái sàn lên. OK, thì vừa rồi là là người ta chỉ uh, chấp nhận Bitcoin và dùng so, cho dùng nó cũng giống như một tiền tệ toàn nước. Nhưng người ta muốn đi xa hơn nữa, OK, để tạo một cái móng, một cái nền tảng luật lệ cho tiền điện tử rõ ràng, thu hút những nhà đầu tư vô để mở sàn này sàn nọ, để xây dựng, xây dựng một nền tảng, uh, một cái chỗ mà về giao dịch tiền điện tử hay ho nhất cái này ở ở, ở South America có nghĩa là ở dưới phía 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 bắc của 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 Nam Mỹ hả? Mỹ nước Mỹ okay. thì đó là một thông tin rất hay ok uh, ngay bây giờ biết biết ngay bây giờ cái nước này á cái okay, ông tổng thống luôn mua cái bitcoin ông cứ DCA vô vậy á ngay bây giờ cái số tiền cái bitcoin của ông á là ông cũng lỗ cũng khủng khiếp á nha cũng đang lỗ chứ không có lời gì hết nhưng người ta đâu có ngừng ngừng đó người ta đâu có dám người đâu đem những cái bitcoin của người ta đem ra xả đâu đúng không nhưng không người ta còn đẩy mạnh cái vấn đề xây dựng cái nền tảng ok thì bạn nghĩ sao về một xu hai xu bạn có ở đây ở đây nó nắm cả mấy trăm nó nắm cả mấy ngàn đồng rồi đúng không Ok thì vừa rồi uh, bitcoin rớt xuống uh, uh, 15.500 đúng không thì uh, mọi người uh, cháy hết quần hay là sao đó ho? đốt hết quần hay là sao đó đúng không vừa, uh, vừa uh, nó mới lên được ok 16 ngàn và cái giá thật nhất ngay bây giờ là khoảng 16 500 ok và đây là những cái đồng mà nó vừa bay lên nó kéo lên lại ok uh, Litecoin nè à, Dogecoin nè à, Solana là những cái người mà những cái đồng mà được tăng trưởng cao nhất vừa rồi uh, thằng Ethereum lên được 6 phần Dogecoin 10%, Solana lên lại 14%, ok và Litecoin lên 27, 29% là cái con số cao nhất. Riêng thằng Solana thì đúng không? Cái câu hỏi nó mình phải hỏi nó bị nó qua được cái cơn 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 bão này không? Đúng không? Nó dính dáng với FTX nhiều quá. Ok, thì uh, nó có qua được cái cơn bão này không? Ok thì cái đó mình sẽ làm một cái video phân tích sâu xa hơn, ok. À, trước cái vụ FTX thì mình rất là cổ vũ. Nhưng sau cái vụ FTX và cái sự xả của Alameda, cái xả hàng của FTX. Ok, của xả những cái đồng số của số. Ok, và không chỉ vậy những cái okay, uh, những đồng số đẩy ra xã hội. ok? những cái uh, cái lock up á, vừa rồi á, nó có những uh, lúc mà bạn stake đồng số Vừa rồi là nó được xả ra và những người đó lấy những cái số lượng số so, uh, solana đem ra thị trường xả nếu mà xả quá nhiều thì giá nó sẽ đi xuống ok thì uh, uh, mình sẽ làm một cái video phân tích tương lai của của solana thì như thế nào cái đó là một cái uh, một cái video sau okay. sau này không phải hôm nay yeah. đây là một màn hình rất là quen thuộc cho chúng mình ok thì chưa hồi sáng giờ thì mình cũng có làm mình uh, mình lái xe tập thể dục thì mình cũng có nói về cái đồng này thì đây cái, cái bức tranh này nó cũng gần gần giống vậy nhưng mà mình coi cái này thì mình hiểu nó sâu xa hơn um, nếu bạn nhảy vô bạn coi cái hình này không thôi á, thì bạn sẽ không hiểu nhưng mà nếu bạn coi những cái video vừa rồi mình phân tích về bitcoin á thì bạn mình mình sẽ không lặp đi lặp lại ok để bạn nên thì bạn quay lại để coi 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 nó trước rồi. coi lại cái này mình mới hiểu ok thì đây là tình trạng của bitcoin ngay bây giờ là 16.570 70. Ok vừa rồi nó xuống tới đây nè đó thì cái video vừa rồi mình nói cái kháng cự rất mạnh là 15.700 thì cũng nó vẫn như vậy Ok và nếu mà nó rớt xuống 15.700 thì là nó sẽ gặp 14.500 và rớt xuống dưới đó nữa thì thì là tranh thủ mà vô mua khoảng cỡ giờ đáy nhất là 10.500 10.500 Ok thì trong cái cộng đồng tiền điện tử cũng giống như cổ phiếu cổ phần Uh, ok thì mình nó, nó nó có những cái đợt sóng ok và nó đếm sóng ok cái nào lên nó cũng có xuống hết đó. ok và riêng cái này á ngay bây giờ cái tình trạng ngay bây giờ thì nó đang nằm ở sóng thứ 4 đây là sóng thứ 1 bắt đầu ở đây sóng 2 sóng 3 sóng 4 và sóng 5 sóng 5 là xuống nữa thì ngay bây giờ á, là cái giá 16.500 này nè mình nghĩ nó không lên được tới ngay đây là khoảng cỡ 16.800 là cao lắm 16 làm 800 là cao lắm Ok rồi nó nó phải đi xuống cái sóng có sóng cuối cùng là sóng nằm ở dưới đây nha sóng 5. một khác Ok đó, đó cái này số 5 cho bạn biết thôi được rồi Ok không vẽ gì nữa hết Ok nó sẽ xuống lại nó lên Ok nó lên mình nghĩ khoảng có 16.800 là nó bắt đầu phải đi xuống cao nhất là 18.000 16.800 cao nhất nghe là bắt đầu đi xuống lại nếu nó không đi xuống lại nghe nếu nó không xuống lại á để chứng tỏ nó thì nó phải rõ ràng nó phải vượt cái 17.000 17.000 nè Ok và mình muốn để nguyên cái trend này bắt đầu đi lên lại là 18.500 phải lên tới đây là nếu mà nó vẫn dưới 18.500 là cái đà nó đi xuống vẫn nhiều hơn là đây mình đã vẽ ra những cái mũi tên là nó đi xuống lại à. OK gọi là cũng là một cái rally thôi chứ nó không có dài hạn một cái bay lên uh, bay bổng chút xíu thôi rồi quay đầu nghe 17.000 cũng chưa khẳng định 18.500 thì ngay trên 18.500 khẳng định là cái trang nó bắt đầu đi lên lại OK và tình trạng ngay bây giờ tất cả mọi thứ chỉ là cái đà nó đi xuống nhiều hơn và đây OSI cũng cao lắm rồi nghe nó có thể chớp chớp lên thêm chút xíu nữa lên chút xíu lên trên giá cỡ 16.800 rồi bắt đầu sẽ phải 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 đi xuống lại Và đây là trong cái khung giờ mình đang nói. Thì đây là mình đang trong cái đà downtrend mà nó chưa thay đổi một cái gì hết mình và thấy đây. Lên tới đây xả xuống, lên đây mình những cái mũi tên này mình đã vẽ cho bạn nè, lên đây xả xuống, lên tới đây xả xuống. Toàn là xuống không mà thấy không? Cái điểm sau nó thấp hơn điểm trước. Cao hơn nè. Thấp hơn nè. Thấp hơn nè thấp hơn điểm này nè ok thì cái đà này nó phải đi xuống ok cái phần trăm đi xuống cao hơn nếu mà cái những cái giờ tới đây những cái ngày tới đây mà những cái candle này mà nó vẽ lên một cái bức tranh khác á, thì mình cập nhật cho bạn thêm ok nếu nó vẫn vậy thì mình sẽ không làm video ok nhưng mà cái đà ngay bây giờ mình nghĩ là 14.500, 14.600, 14.700 là có thể là nó phải xuống tới đó để nó complete cái cái sóng thứ năm của nó. Ok Mình tên là Daniel tới từ Tiền Academy Kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam Nếu bạn coi cái kênh này Những cái thông tin mình đưa ra nó giúp ích cho bạn một cái gì đó Nhớ đăng ký cái kênh, mở cái chuông lên Để cập nhật nó hàng ngày Mỗi ngày mình làm tới 3-4 video lần Ok Tại vì cái này là cái công việc chính của mình Mua và bán tiền điện tử Ok, mình sẽ đẩy thông tin ra cho bạn Ok Và nếu bạn có ai mà đam mê về cái trò chơi này á Thì chia sẻ với họ Bởi vì mình muốn lan tỏa cái thông tin của mình hết cộng đồng tiền uh, hết cộng đồng uh, người Việt Nam chứ không phải là một hai người ok thì cái đó là cái 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 mục tiêu của mình lan tỏa thông tin để giúp mọi người trở thành những người giàu có trong cái nước của mình ok mình tên là Daniel tới từ tiền Academy kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam xin chào bạn